Hello, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi đây làm thử cái nhiệm vụ mục tiêu ở trong cái ghi chép mạo hiểm, cái map đầu tiên, cái nhiệm vụ đứa con phù thủy. Ở đây cái nhiệm vụ đứa con phù thủy này mình thấy hình như là nó bị sai sai anh em ạ. Nên là giải thích lý do tại sao vì sai sai thì bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm nha. Đây, có chuyện mình còn mỗi cái nhiệm vụ đứa con phù thủy là mình hơi bị ấy thôi, hơi bị lấn cấn ở đây thôi. Đầu tiên là sẽ chọn, chắc chắn là sẽ chọn đến cái đoạn này, sẽ chọn đến cái đoạn này, cái đoạn cuối nó sẽ cho mình hai cái sự lựa chọn: nghi thức trị liệu ở nơi này, hoặc là mình sẽ phủ nhận đây không phải là nghi thức trị liệu. Thì nó sẽ có hai cái trường phái mà anh em sẽ lựa chọn ở đây. Nếu mình test khá nhiều lần rồi thì chọn cái ô đầu tiên, nghi thức trị liệu ở nơi này, thì nó sẽ bắt mình đi tìm một cái item màu lục, vật phẩm phép anh em, item màu lục. Còn không phải nghi thức trị liệu thường thì nó sẽ bắt mình đi tìm một cái item màu đỏ anh em nha. Nên là bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn, mình sẽ không nhận, không tiêu bất kỳ một cái gì luôn, không tiêu cái gì để kiếm item. Đây, nó cần bắt mình kiếm một cái item quan trọng là vật phẩm gì, thì ở đây nó sẽ chỉ ra cho mình có thể là thuốc, cây trồng hoặc item phép. Nhưng mà khi đến cái mốc nhiệm vụ đứa con phù thủy thứ ba thì nó sẽ nói rõ đây là một cái item phép anh em ơi, và đây nó cũng nói là không dùng đến thuốc, thì chỉ còn thuốc hoặc cây trồng thôi. Nhưng mà tí đến cái đoạn nhiệm vụ thứ ba nó nói rõ luôn đó chính là item phép rồi anh em, và nó còn nói item phép màu gì cơ. Nhưng mà khi mình sưu tầm, mình mua được ở trong cái phần thương gia mua bán ấy tất cả những item phép, thì khi lúc trả quét nó lại không hoàn thành nhiệm vụ. Nên là mình nghĩ nhiệm vụ này vẫn còn lỗi, nhiệm vụ này có khi vẫn còn lỗi. Đây, chưa dùng item phép, nó nói cái dòng chữ đỏ đấy thì chắc chắn là cái vật phẩm thiếu nó chính là item phép rồi, chứ còn gì nữa. Mà kể cả không phải item phép mà mình cũng test thử với mình mua tất cả những cái item trong shop trùng màu mà nó yêu cầu mà cũng không được luôn. Mình không mua thuốc mà mình mua cả cây trồng cũng không được, mà có khi mình mua cả thuốc cũng không được luôn, những cái vật phẩm mà mất 15 hạt sinh mệnh cũng không được luôn. Thế là mình không hiểu kiểu gì mà qua được cái ải này anh em ạ. À quên, là nó cái nhiệm vụ mục tiêu này anh em ơi. Đây, đứa con phù thủy 4, cái này là quan trọng nhất đây này. Nó sẽ nói bắt mình tìm một thứ màu lục. Anh em nhớ cái chỗ đứa con phù thủy một không? Đứa con phù thủy một, hoặc là nó có sự lựa chọn nghi thức triệu hồi, hoặc là không phải nghi thức triệu hồi trị liệu ấy, nghi thức trị liệu ấy. Lúc đấy anh em chọn thì nó sẽ bắt mình, nó sẽ có sự thay đổi màu của cái item. Game rất là ảo luôn, nhiệm vụ ảo Malazada. Nói một thu một hồi mà đi qua đây thương gia du lịch mua đi, nó có cái item màu lục nào không, mình sẽ vào đây mình mua hết tất cả item màu lục cho anh em xem nha. Rõ ràng là cần một cái item phép màu lục, nhưng mà không, khi mua thì trả quét vẫn thất bại. Rồi, thương gia du lịch mua này, xem có cái item màu lục nào, mua hết. Ôi, quả này đen rồi anh em ạ. Đen rồi. Không không có cái item màu lục mình cần ở đây rồi. Thế thì cũng bị trượt quét thôi. Đứa con phù thủy 5. Họ. Kho báu Mero thì mình hoàn thành xong rồi, cũng chả làm lại nữa. Nhiều khi lúc mình trả quét nó vẫn xịt đấy anh em ạ. Nên là mình đang thắc mắc. Reset lại cho anh em xem nha. Đánh lại. Nhanh. Mình sẽ lấy lại nhanh. Tìm đúng cái màu mà nó yêu cầu.
Thì mình nghĩ có khi cái quét này nó bị lỗi. Như nào? Thật sự là mệt mỏi khi không làm được xong cái quét này ấy. Cái quét kia thì xong rồi mà quét này không xong. Mấy cái nền đất chắc không phải đâu anh em ạ. Có chuyện tiếp nha. Sao để hoàn thành được cái nhiệm vụ này đây? Hẹp hẹp hẹp. Không có nào rẻ gì hẳn để mua. Ui, cái này đắt thế. Đây, một thứ mô đồ ạ. Trước nó chính là item phép. Một thứ mô đồ item phép. Ở trong cái game này có hai cái thứ mô đồ item phép, đó chính là nghe bản đồ với cả cái phá bẫy sao ấy. Mà nó rẻ rẻ. Còn mấy cái đất đắt 20 mười mấy thì chắc không phải đâu. Mấy cái đấy toàn thuốc ấy. Đây không? Thương gia, thương gia du lịch ở đây rồi. Giờ trong cái thương gia du lịch này mà không có nữa thì thôi. Xác định toàn. Đây, trong thương gia du lịch này bây giờ rất nhiều luôn. Chúng ta sẽ xoay những thứ màu đỏ. Sẽ mua tất cả những thứ màu đỏ anh em nha. Đây, mua này, vật phẩm phép này. Mua cả thuốc luôn cho anh em xem này. Mua cả cây trồng luôn này này. Rồi, tất cả những thứ màu đỏ đã mua. Và vào phần cốt truyện. Bắt đầu rung chuyển dữ dội cầu thủy tinh, bỗng một cô gái xuất hiện trước mặt, nhìn ngươi đầy hy vọng. Cảm ơn ngươi giúp. Ngươi đã giúp ta, nếu tìm thấy bất cứ điều gì hãy cho ta biết. Lấy item ra. Ta hiểu hiện giờ, ta biết vật phẩm quan trọng trong nghi thức. Ta biết nên tìm hắn, ta phải nhanh lên. Ngươi sao lại ơ? Thế là xong nhiệm vụ anh em ạ. Ảo Malazada chưa? Tưởng nhiệm vụ xịt hóa ra lại thành công. Thế để mình xem cái nhiệm vụ đấy như là cái nhiệm vụ cái vật phẩm đấy nha. Chính là cái bản đồ kho báu anh em ơi. Đấy, vật phẩm phép. Thế mà sau vừa nãy mình ngồi chơi mà chính là cái bản đồ kho báu anh em ạ. Hóa ra là chúng ta cần tìm cái bản đồ kho báu. Rồi, sau khi anh em xem đến đoạn clip này thì anh em cần tìm cho mình cái bản đồ kho báu. Nếu mà anh em nó bắt thì anh em trả cái nhiệm vụ màu đỏ nha. Nếu mà cái vật phẩm màu đỏ thì anh em sẽ mua một cái bản đồ kho báu. Còn nó bắt anh em lấy một cái nhiệm vụ màu lục ấy thì mình không biết là nó cần cái vật phẩm gì đâu. Màu lục mình cũng test thử rồi. Thì cũng mua hết tất cả những cái vật phẩm mà nó rẻ rẻ màu lục ấy. Nhưng mà chả có lúc này nó vẫn nói là xịt anh em ạ. Rồi, thế thì cũng hiểu hiểu rồi đấy. Không hẳn là do lỗi đâu, chắc là do nó khó tính anh em, khó chiều. Cái cô người yêu phù thủy này khó chiều lắm. Đây, mình sẽ vào đây mình cho anh em xem nó có ra cái vật phẩm màu lục không. Nhiều khi cái vật phẩm màu lục 3 hạt sinh mệnh với 5 hạt sinh mệnh ấy, mình đưa nó lại không nhận được. Thế cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi, xong mùa lầm lầy. Chắc không hẳn là bị lỗi, có thể là do mình. Ảo thật, 173 rồi. Cũng gọi là hơn những cái bạn mà không làm xong cái chuỗi nhiệm vụ này một chút thôi. Bản đồ kho báu à?
không biết cái bản đồ kho báu ấy, mình đã chụp hình vào cho anh em xem chưa nhỉ? Anh em nhớ nhá, cái nhiệm vụ là cái nhiệm vụ này là cái bản đồ kho báu đi chấp bảo hiểm. Đó là khi nó yêu cầu mình trả cái item màu đỏ ạ. Còn item màu lục thì mình nghĩ nó sẽ là cái này. Nó sẽ là hai cái vật phẩm khác. Test thử rồi. Rồi test lại. Test lại cho anh em biết mình phát tin ngay. Có lúc nó bắt mình trả item màu lục chứ không hẳn là item màu đỏ đâu. Đấy, và phát nó bắt buộc game nó ảo thật đấy. Test nhanh, test nhanh cho anh em cái là anh em còn biết nó cũng khá dễ chơi nhỉ. Thế mà vừa nãy mình phải mất đến là tầm 30 phút mình ngồi mình mò. Ô chết rồi, nhầm rồi, nhầm. Đây này, ví dụ nhá. Ví dụ nó có cái item màu lục này thì mình mua cái vật phẩm này này. Đây, lục này. Mình nghĩ nó chỉ dao động trong cái vật phẩm này với cả một cái vật phẩm 3 hạt sinh mệnh thôi. Này, chính là cái nước linh hồn này anh em này. Lọc bỏ lời nguyền này, mình nghĩ chắc là cái nước linh hồn với cả cái một cái item 3 hạt sinh mệnh gì nữa sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ đứa con phù thủy này. Thế mà nó bắt mình lấy vật phẩm màu lục, còn màu đỏ thì là cái bản đồ kho báu nha. Nên thôi, nếu mà cái clip này giúp ích được gì cho anh em ở trong cái phần sương mù đầm lầy ấy thì anh em cho mình xin một like đăng ký kênh nha. Nó loạn hết tùng phèo lên, nhiều khi mình cứ tưởng nó bị lỗi. Chắc có lúc mình trả quét nó có lỗi thật đấy, tại vì nó cứ bắt trả như hai cái vật phẩm khác nhau mà lục với cả đỏ, loạn hết cả lên, là làm anh em bị nhầm. Tăng được một chút lực chiến rồi cũng không ăn thua, làm nó có tí tiệm tạp teo vô đây mấy bạn này, thịt của nó rồi anh. Dạ chết con ma hỏa này cho anh. Đâu thằng này cứ chạy lung tăng linh tinh như mà nó còn cùng à. Thôi với ba mình hẹn gặp lại anh em vào những clip sau nha. Mình đi quét mấy cái ai này tiếp đây. Bye bye.